Chí Nguyên xin kính chào quý vị ở trên đài của VNA TV và chương trình của Văn Thân Lạc Việt. Hôm nay tôi mời được một linh mục, một vị linh mục rất là khả ái của Văn Thân Lạc Việt và của tất cả những cộng đồng dân Chúa mà tôi nói tới tôn giáo của Công giáo. Linh mục là một nhà văn và đã được giải Văn Thơ Lạc Việt năm 2008. Tuy nhiên là đối với cái năm 2008 tới năm 2021 này, nó tới 20 mấy năm rồi đó, thì quý vị nhận thấy rằng đây là một cái sự mà đặc biệt giữa Văn Thơ Lạc Việt và linh mục. Tôi xin giới thiệu với quý vị, đây là linh mục nhà văn của chúng ta. Xin chào linh mục. Xin kính chào thi sĩ Trinh Nguyên và xin kính chào quý khán giả của Văn Thơ Lạc Việt. Tôi là linh mục Nguyễn Trung Tây, rất là hân hạnh được Văn Thơ Lạc Việt có nhã ý mời tôi đến đây cho phần phỏng vấn. Cảm ơn Văn Thơ Lạc Việt rất nhiều. Vâng, cảm ơn cha đã mời tôi tới tham dự một cuộc phỏng vấn. Và xin đặc biệt cảm ơn anh Trinh Nguyên. Lâu lắm rồi không có gặp anh Trinh Nguyên. Vâng, tôi với cha nghĩ là nó lâu lắm rồi, từ cái thời kỳ mà năm 2008 tới giờ. Thấy anh Trinh Nguyên vẫn rất là đẹp trai, khỏe, rất là mừng. Và đặc biệt trong cái mùa đại dịch, thấy anh và tôi mình cũng đều đã chích ngừa rồi. Vâng. Chúng ta ơn Thiên Chúa, tạ ơn trời Phật cho chúng ta còn sống sót trong cái mùa này. Vâng, cảm ơn cha. Xin lỗi cha, chứ trong cái khoảng mà cha bắt đầu viết văn, rồi trong cái khoảng mà trong cái lúc mà trong cái cuộc đời của cha đi truyền giáo, thì tôi phải nói là gì, cha cho quý vị thính giả của Văn Thơ Lạc Việt hiểu được một chút cái tiểu sử ngắn gọn thôi, không có cần dài đâu. Cha cho một chút xíu cái tiểu sử ngắn gọn của cha, chẳng hạn như là cha xem bắt đầu viết văn thế nào, rồi cái trong cái cuộc đời của cha ấy là sinh ra ở đâu, có phải không? Vâng, thưa anh Trinh và thưa quý khán giả của Văn Thơ Lạc Việt, tôi là người Sài Gòn, tôi sinh ra ở quận Tân Bình, nhà thương Hùng Vương, và tôi lớn lên tại thành phố Sài Gòn. Sau biến cố năm 1975, tôi vẫn ở lại Sài Gòn cho tới năm 1982. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn Thiên Chúa, con thuyền tị nạn của tôi thành công và dừng bến tại Marang, Mã Lai. Từ hồi đó tôi sống một đời tín sứ, tới từ năm 1982 tới năm nay là năm 2021, một thời gian khá dài. Và bây giờ là tôi đang là linh mục của dòng truyền giáo Muôn Lời, hiện đang sinh hoạt với tỉnh dòng truyền giáo Muôn Lời Úc Châu. Xin cảm ơn cha cho cái tiểu sử rất là ngắn gọn như vậy, rất là tốt. Tại vì trong cái cuộc đời linh mục, cha có lẽ là cha tu ở bên Việt Nam trước, hay là cha sang bên này cha mới đi tu đây. Thưa anh Trinh và thưa quý khán giả, thời gian năm khoảng cỡ 16, 17, đang tuổi mới lớn. Thì lúc đó tôi nghĩ một phần là có ơn trên, và thứ hai là cũng một phần bởi vì bố và mẹ. Bố tôi có hay nói đi tu đi con, gia đình khổ lắm. Và chắc cũng là đó là cái lời của trời cao nó, cho nên tôi nhớ lời bố. Và cuối cùng tôi quyết định tham gia vào chủng viện Thánh Giuse số 6 đường Cường Để. Cho tới năm 1982 tôi đi vượt biên, và từ đó cái ơn gọi nó vẫn cứ đi theo tôi. Tôi sang tới Mỹ năm 1984, và rồi tôi có đi học ở West Valley College, học ở San Jose State University, ra trường bằng Electrical Engineering. Tôi có đi làm và cũng có một vài mối tình vắt vai. Nhưng mà tôi nghĩ do cái ơn trên, cho nên cuối cùng tôi thấy cái lời gọi vẫn tiếp tục ở trong hồn. Cuối cùng tôi quyết định tôi tham gia vào dòng truyền giáo Muôn Lời tỉnh dòng Chicago. Tôi từ hồi đó tôi tiếp tục là một linh mục truyền giáo
của dòng truyền giáo Mùa Đông. À, xin cảm ơn cha. Cha nói đến cái vụ mà đi tu từ năm 16 rồi sang đi du học rồi lại đi tu tiếp, thì cái đó là một cái ơn kêu gọi rất là lớn. Tại vì tôi cũng đã ở trong La San mà tôi cũng được kêu gọi, nhưng mà sự thực là cái kêu gọi của Chúa tôi này dường như là tôi quên. Do đó nên cái khi mà tôi được cái giải thưởng văn chương cái tôi xuất ra, tại vì tôi mê văn chương hơn. Do đó nên tôi chọn cái hướng đi hơi khổ cực một chút, nghĩa là ra ngoài đời. Và khi mà ra ngoài đời xong rồi cái xách cái vali vô trở lại cái, thì tôi còn nhớ là ông Fra Benin là ông bề trên ông nói tôi thiên đàng đã đóng cửa rồi con, cái tôi phải xách vali đi về. Đó là cái kỷ niệm của tôi. Bây giờ trong cái tôi vừa nghe thấy cha nói rằng thì cha ở trong cái dòng truyền giáo Ngôi Lời hiện là sinh hoạt tại Úc, Âu Châu, và ở trong một cái sa mạc đối với dân Úc. Xin cha nói cho biết đời sống truyền giáo trong cái sa mạc Úc Châu này nó như thế nào vậy cha? Thưa anh Trinh và thưa quý khán giả của Văn Thơ Lạc Viên, cái nghề chính của tôi á, tôi là cha giáo, tôi là giáo sư dạy Kinh Thánh và môn truyền giáo học. Nhưng mà có một thời gian tỉnh dòng ở Úc Châu, còn một người sinh hoạt trong sa mạc của Úc Châu làm việc với thổ dân. Và khi đó tôi quyết định tôi dừng dạy học và tôi vô sinh hoạt ở trong sa mạc Úc Châu hơn 4 năm. Hồi xưa tóc tôi đen lắm, nhưng mà vì biết là trong sa mạc Úc Châu trời nắng, cho nên tôi hay nói giỡn với nhiều người quen là cái nắng chói chang của vùng sa mạc Úc Châu đã đổi cái màu đen phương đông của tôi sang một bạc trắng. Tôi sinh hoạt với người thổ dân Úc Châu trong vòng 4 năm. Và thưa anh Trinh, anh biết về thổ dân Úc Châu là thưa anh là họ có một cái nền văn minh hơn 40.000 năm rồi. Và cái chi tiết này thường thường có nhiều người không có để ý, biết mà không để ý. Tôi cũng không biết, nhưng mà khi tôi vô tôi sinh hoạt nên tôi phải học, nghĩa là mình gọi là học thêm được cái văn hóa của thổ dân. Khi đó tôi mới biết là người thổ dân họ có cái một nền văn hóa dài hơn 40.000 năm. Mà thưa anh Trinh biết văn hóa Việt Nam mình là 4.000 năm văn hiến. 4.000 năm văn hiến, đúng rồi. Bây giờ của mình thì là còn kiếm được có thể là hơn nữa. Nhưng mà cái thổ dân thì hơn 40.000 năm nó cũng mạnh lắm. Và có những cái nền văn hóa riêng của họ, họ cái ngôn ngữ riêng của họ, họ có những cái bức tranh vẽ lại trên những cái hang động ngày hôm nay vẫn còn nằm ở sa mạc. Họ có những cái lớp học dạy riêng và những nền văn hóa riêng tư của người thổ dân. Và cho nên khi mà tôi vô trong sinh hoạt ở trong đó thì ban đầu là mình nghĩ rằng là mình sẽ truyền giáo lại cho người thổ dân, nhưng mà hóa ra không phải anh. Tại vì thưa anh Trinh và thưa quý khán giả, người thổ dân nó có một nền văn minh của họ, một nền văn minh của dân Chu Mộ. Cho nên ở đây khi mà vô mình làm việc với người dân Chu Mộ thì tôi không có thể sinh hoạt giống như là ở thành phố, là người giáo dân cháu sẽ tới nhà thờ. Tại vì mình là người dân định cư. Xin cảm ơn cha. Okay. Cha đã cho biết rằng cha đã ở sa mạc của Úc, sống với người, nghĩa là mình gọi là người da đỏ hay là người có một cái khác biệt với người da đỏ hả cha? Đây họ là người mình gọi là thổ dân, nghĩa là cái dân của cái vùng đất ở nơi đó. Vâng. Thì trong cái lúc mà cha sống như vậy đó, cha có thấy rằng cái tình cảm giữa người thổ dân Úc với này người cha và tất cả những cái người cộng đồng khác màu da của họ, cái sự mà đối xử gọi ra sao? Thưa anh, người thổ dân Úc Châu một cách tổng quát á, họ là một người họ rất là yên lặng anh, họ không nói nhiều. Như người dân định cư mình, dân thành phố mình thường khi mà tới đó đó thì người dân thành phố mình khá ngạc nhiên. Không có nói gì hết, mà mình thì quen là mình gặp nhau là mình phải chào, để bắt tay, rồi mình hỏi han nhau. Về thổ dân thì thưa anh không, họ nói khá ít, mà họ có những cái hành động cử chỉ, tôi gọi là ngôn ngữ của sự yên lặng anh. Và ở với họ thì thường thường giết tôi thành, tôi cũng học cái ngôn ngữ yên lặng của họ. Nhiều khi mình chỉ đồng cảm hay là mình chỉ nhìn ánh mắt của họ, mình biết họ đang muốn nói điều gì.
tôi một thời gian cũng khá lâu với thưa anh. Vâng. Hơi ban đầu thì tôi cũng không quen với cái ngôn ngữ của sự yên lặng như vậy, hơi khó chịu. Mà một người truyền giáo như tôi đó, thì đi tới đâu mình có khả năng mình hội nhập văn hóa với họ. Vâng. Chứ mình không đòi hỏi họ hội nhập văn hóa, ngược lại là với văn hóa của tôi. Vâng. Tôi là một dân thành phố, và họ là dân thổ dân. Cho nên họ là dân du mục, giống như tôi thưa với anh đó. Họ đi tới đâu thì tôi cũng sẽ đi theo họ, chứ không phải là họ đi tới nhà thờ với tôi. Và giết tôi cũng học được cái ngôn ngữ yên lặng của họ. Sau 4 năm tôi làm việc với người thổ dân đó thưa anh, tôi về lại thành phố. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu với đời sống thành phố, bởi vì thiên hạ nói khá nhiều. Phải mất một thời gian khá dài tôi từ quen lại với đời sống của thành phố, ở đó của thành phố Sydney. Vâng. À, như vậy đó là cái đời sống của người thổ dân ở Úc. Có lẽ là mình nhìn những cái hành động của dân thổ ở Úc này, có lẽ nó hiệu nghiệm hơn đó, tại vì họ làm nhiều hơn là nói. Bảo cha. Vâng thưa anh, sự thật mà họ căn bản phải hiểu cái người đời, người thổ dân gọi là dân du mục. À. Thì họ cứ đi tới vùng đất nào thì họ sống coi như là họ ăn nhờ vào trái cây, lương thực hay là thú vật của cái vùng đất nơi đó, do trời của tôn giáo của họ ban tặng. À. Cho nên thường thường một phần đó cũng là một cái văn hóa của họ anh. Vâng. Không, họ không nói nhiều đâu. Vâng. Mà thường thường họ ra dấu bằng bàn tay. Ồ. Cái ngôn ngữ của họ. À. À, cho nên thật sự họ cái văn hóa riêng của họ, văn hóa đó là văn hóa của ngôn ngữ, họ nói cái ngôn ngữ yên lặng nhiều hơn. Vâng. Riêng người Việt Nam mình thì có ngôn ngữ của tiếng Việt Nam mình. Nghĩa là hai cái nền văn hóa khác nhau. Ok. Cái ngôn ngữ Việt Nam mình thì Trần Trọng Kim nói là người Việt Nam mình cái gì cũng cười. Nói cái gì cười liền. Thì đó là cái văn hóa Việt Nam mình, phải không cha? Bây giờ tôi xoay lại một cái vấn đề khác nữa. Là cái vấn đề này hơi, nó gọi là cái mấu chốt mà tôi mời cha tới đây để nói chuyện về một vấn đề là... Nhưng mà trước khi nói chuyện tới cái vấn đề đó, đó là tôi muốn nói chuyện tới cái cuốn sách mà cha viết. Đây là cuốn sách dường như là cuốn sách thứ mấy hả cha? Thưa anh, cuốn sách này là cuốn sách mà ấn bản mà coi như do nhà sách của Văn Học xuất bản lần đầu tiên. Còn những cuốn khác thường thường hồi đó là do tôi tự xuất bản. À vâng, thì ngày đó, cái ngày mà tôi nhớ là năm 2008 cha đã được giải của Văn Thơ Lạc Việt. Thì bây giờ tôi quay trở lại một chút về cái chỗ này. Tại làm sao mà cha lại thích viết văn? À, thưa anh, nói chữ thích viết văn thì chắc cũng do chắc tự nhiên thôi, sử dụng về chữ có duyên thì anh. Yeah. Cũng là do di truyền anh. Vâng. Trong dòng họ phía bên nhà tôi, họ mẹ đó, họ vâng. Hà. Vâng. Họ là những người mà tôi nghĩ là họ có máu văn học của trong người. Vâng. Cái bà cố của tôi đó, hồi đó là lấy một vị quan, theo như tôi biết đó, là quan tuần phủ của tỉnh Hưng Yên, họ Hà. Vâng. Hồi đó họ bác hải tôn giáo, công giáo đây. Vâng. Xong rồi bà cố hồi đó 17-18 chịu lấy ông ấy để mà coi như là cứu cái làng Sài Thị. Vâng. Hồi đó họ bị bác hải tôn giáo. Cho nên họ Hà đó đó, về phía bên đánh của bên phía mẹ tôi đó là theo đạo Công giáo, còn họ Hà còn lại của những bà khác á thì họ vẫn theo tôn giáo của đạo thờ ông bà. Vâng, người Việt Nam mình thì có cái đạo thờ ông bà. Thì phía bên phía nhà họ Hà tôi đó, họ văn chương họ khá. Tôi có một cậu ruột cậu ông cũng là một thi sĩ. Vâng. Cho nên về sau tôi mới khám phá ra do cái dòng máu di truyền. Xuống tới tôi thì tôi thích viết này. Và vâng. Tôi thấy mình cũng viết được nữa. Và cái này cũng phải thành thật mà nói thêm, cũng có sự ủng hộ của nhiều người, chẳng hạn như Văn Thơ Lạc Việt. Năm 2008-09. Hồi đó vâng, hồi đó tôi được cái hân hạnh là có cái giải nhất về câu chuyện nhà thờ Chula Vista. Vâng, đúng rồi. Và cũng có được nhiều sự ủng hộ của nhiều bậc đàn anh trước nữa, chẳng hạn như nhà văn Mai Thảo. Vâng. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Oh. Và cả nhà văn Khánh Trường nữa. Khi mà tôi gửi những cái truyện ngắn của tôi tới tòa báo đó, đó. Vâng. Họ đều đăng hết này. Vâng. Và đặc biệt là hồi đó tôi nhớ cái truyện ngắn của tôi viết hồi đó là đầu tiên là tôi viết là những mảnh vụn
suy tư. Nhà văn Mai Thảo hồi đó đăng ở trong báo Văn số năm 1992, tôi nhớ rất là nhớ chính xác, mà ông không sửa lại một dấu phẩy. Thì tôi vẫn nhớ cái ơn của nhà văn, cố nhà văn Mai Thảo, mang tôi vào báo Văn, và từ đó mình cảm thấy mình tự tin hơn về cái khả năng viết của mình. Vâng. Xin cảm ơn cha đã cho biết rằng thì là ở trong người của cha có một cái dòng máu chảy lưu truyền từ đời này qua đời khác về viết văn. Thì phải nói là thế này, cái sự viết văn này cũng là do gọi là Chúa ban. Tôi nghĩ như vậy. Tại vì những con người viết văn không học ở trường nào cả. Thẳng thừng như vậy, không học trường nào cả. Có người học 10 năm, 20 năm để ra bác sĩ, cái là dở lắm, học 15 năm ra bác sĩ. Nhưng mà những có những người mà học để trở thành một nhà văn hay trở thành một thi sĩ, có khi học cả đời không viết được một câu. Cho nên tôi nói là cái dòng máu này chỉ có được lựa chọn từ ở ơn trên đưa xuống, cũng như là cha theo đạo Công giáo, cũng như tôi theo đạo Công giáo, thì nghĩ rằng Chúa ban cho mình. Cái tại vì nếu mà mình không viết nó làm sao, nó thôi thúc mà bắt buộc mình phải viết. Thì đó là tôi nghĩ rằng nó là như vậy, mà phải nói rằng thì nó có cái dòng máu ở trong nó, trong tim mình thật. Mà khó nói rằng tôi ngạc nhiên hơn là khi làm linh mục rồi mà cha còn thích viết văn, đó là cả một cái vấn đề rất là khó. Tại vì khi mà tôi đọc những cái bài truyện ngắn của cha viết thì tôi thấy ở trong nó có triết, có rất nhiều triết về cái sự và đời sống của con người ta nằm ở trong này. Thì cái đó là cái rất là khó, chứ không phải là dễ đối với một người mà viết triết về triết học, mà lại triết học này là triết học tôn giáo nữa, thì nó lại ăn đi vào với cái đời sống của con người ta, nó rất là mênh mông. Mà cha viết được làm sao mà rất là hấp dẫn, tôi đọc tôi thấy như vậy, rất là hấp dẫn. Thì đó là cái mà tôi thấy như thế. Nhưng mà trong cái đời sống, tôi xin lỗi cha, mình đi vào cái sự cá nhân một chút xíu, trong cái đời sống của cha viết văn đó là một chuyện, cha làm linh mục để dẫn dắt con chiên đi một cái hướng đạo đức, đó là hai. Rồi cái cha này còn phải nhìn vào cái xã hội để viết thành một cái câu chuyện. Nó có ảnh hưởng gì tới cái đời sống linh mục của cha không? Thưa anh Trinh, anh là thi sĩ. Anh viết thơ khá nhiều. Tôi có đọc cái bài thơ của anh mới viết đây về cái biến cố năm 1975. Thì anh là người lập gia đình, anh không là một người cha, là một người bố. Thì những lúc mà anh rảnh rỗi thời giờ thì anh ngồi anh viết thơ. Tôi là một linh mục thì cũng vậy thôi thưa anh. Lúc mà tôi rảnh rỗi thì tôi sẽ viết. Nhưng mà có một cái đặc biệt như vậy này. Trong cái tập truyện mà ông Giáo Văn Mắm thưa anh, phải khoảng cứ 15 truyện ngắn ở trong đó, không phải là do tôi cố tình tôi viết, mà lúc đó bởi tôi bị một số tòa soạn họ yêu cầu là viết để cho đăng một số tờ báo đặc biệt, chẳng hạn như số báo Xuân. Thì lúc đó tôi coi như là bị bắt cóc bỏ dĩa, tôi ngồi tôi viết. Chứ thật sự bảo là tôi ngồi mà tôi viết một cái chuyện ngắn thì tôi không viết. Tại vì anh thấy tôi có đời sống ở trong sinh hoạt trong sa mạc, đời sống cá nhân của riêng mình trong đời sống tu hành, của đời sống, thưa anh cũng biết tôi là một giáo sư, tôi phải viết những cái bài về chuyên môn về kinh thánh, về truyền giáo học nữa. Vâng. Cho nên bây giờ thì giờ đâu mà ngồi viết những chuyện ngắn. Thì bởi vậy tôi mới nói nó có ảnh hưởng gì tới đời sống. Thì những lúc mà có những tòa soạn hoặc có một số tòa soạn họ yêu cầu tôi viết cho số báo Xuân á, thì lúc đó mình đã lỡ hứa, vâng đồng ý, thì lúc đó mình bắt buộc phải ngồi xuống, mình dành khoảng 2-3 ngày để mình viết cho một sang một chuyện ngắn. Vâng. Bây giờ thế này nha, ở trong cái xin lỗi cha nha, ở trong này nó cũng dày lắm, cái trong khoảng tới 500 trang đây, một cuốn sách 500 trang và truyện ngắn bao gồm, cái trong này bao gồm bao nhiêu truyện cha nhỉ? Thưa anh, ở trong đây là có 30 truyện ngắn thôi. Nhưng mà trong cái 30 truyện ngắn này, tại sao mà cha này đặt nó là Ông Giáo Bán Mắm? Cái này đó, cái chữ mà Ông Giáo này nó là một cái gọi là một vị giáo sư hay là một vị
gọi là giáo viên dạy ở một cái trường trung học hay một cái trường nào đó đã liệt vào cái chức vụ gọi là tôn sư rồi, mà bây giờ này cha này gắn vào cái chữ bán mắm, hai chữ bán mắm phía đằng sau này, thì nó lại liên tưởng tới, tôi làm tôi liên tưởng tới cái vụ mà mấy ông thầy giáo, mấy ông giáo sư mà dạy tôi cái thời kỳ ở Việt Nam những cái đồ bán mắm này này. Thì như vậy là có phải là trong cái cuốn sách này nó bao gồm nhiều thứ lắm, nhưng mà nó lại lột tả ra được một cái sự sống rất là khổ cực ở trong đây. Thưa anh Trinh, thưa quý khán giả Văn Thơ Lạc Việt, khi tôi vừa mới trình bày đó, trong tập truyện Ông Giáo Bán Mắm có 30 truyện ngắn. Vâng. Truyện ngắn là Ông Giáo Bán Mắm là một trong 30 truyện đó, thì tôi chỉ lấy cái tựa của truyện đó để đặt tên cho tập truyện thôi. Trong đó còn đến những truyện ngắn khác nữa. Vâng. Nhưng mà Ông Giáo Bán Mắm là cái tên mà tôi đặt cho cái truyện ngắn đó, bởi vì trong đó nhân vật chính đó là ông giáo. Vâng, đúng. Anh có nói là ông giáo. Ông giáo. Ông giáo này dạy ở trường trung học ở Melbourne, bên Úc Châu. Bên Úc Châu. Nhưng mà ông giáo này đi bán mắm không phải bởi vì thời cuộc chính trị, mà ông giáo này đi bán mắm bởi một câu chuyện tình. Tôi sẽ không kể thêm, tại vì nếu mà kể thêm nữa thì nó mất hay. Vâng, nhưng đúng. Mà ông này đi bán mắm không phải bởi vì chính trị, có bởi vì thời cuộc có, bởi vì biến cố năm 75 có, nhưng mà cuối cùng cái nhân vật chính này bỏ nghề dạy, đi dạy học mà đi bán mắm bởi một câu chuyện tình. Tôi xin đề lại cho quý vị đọc câu chuyện đó. Vâng. Xin cảm ơn cha Nguyễn Trung Tây. Nếu mà đi giờ mà mình giả cái ông bán mắm này ra để mình đọc, thì sự thật là mình không có thời giờ để mà đọc ông bán mắm này ngay trong cái thời gian này. Thì xin quý vị muốn biết được ông bán mắm, ông ấy làm cách nào để bán mắm, và ông ấy bán mắm bằng cách nào để cho đời sống của ông được vui vẻ, trong cái linh hồn của ông được vui và hạnh phúc trong cái cuộc đời này, thì xin quý vị hãy mua ông bán mắm để đọc ông bán mắm. Cũng như là tôi đã đọc được một câu đối của nhà văn Thanh Thương Hoàng, nói một câu thế này: ông Khai Chí vào nhà sách Khai Chí mua sách Khai Chí. Thì giờ xin quý vị kiếm linh mục Nguyễn Trung Tây, mua ông bán mắm và đọc ông bán mắm. thưa anh Trinh và thưa khán giả của Văn Thơ Lạc Việt, Ông Giáo Bán Mắm do Văn Học xuất bản năm 2021 là mới xuất bản đây thôi. Và nếu mà quý vị muốn có nhà ý muốn đọc tập truyện Ông Giáo Bán Mắm, xin mời quý vị lên trang web của Barnes & Noble. Ở trên đó họ bán online. Quý vị chỉ đánh vào chữ Ông Giáo Bán Mắm hoặc là Nguyễn Trung Tây thì quý vị sẽ thấy cuốn sách hiện ra, và quý vị có thể mua trên online trang mạng trên đó. Xin kính chào quý vị và xin lỗi cha. Bây giờ tôi đi qua một cái chương trình khác mà nó hơi có vẻ rắc rối một chút thế này. Đối với cái văn chương của Việt Nam, thì là một người viết văn như cha viết văn, nghĩa là từ, tôi không cần biết là cha viết từ lúc nào, nhưng mà từ cái thời kỳ mà năm 2008 cho tới nay là cũng rất là nhiều rồi. Cha đã xuất bản nhiều sách rồi đó. Trong khi đó thì tôi đặt rằng cha là một người viết văn, cha nghĩ sao về văn chương Việt Nam ở trong cái giai đoạn hiện tại này? Thưa anh Trinh và thưa khán giả của Văn Thơ Lạc Việt, tôi xin nói một cách tổng quát thôi. Văn chương Việt Nam một cách tổng quát, tôi sẽ nói về từ cái thời của năm 1930 cho tới ngày hôm nay. Đối với tôi, thưa anh Trinh, văn chương Việt Nam vẫn luôn luôn phản ánh cái xã hội Việt Nam trong cái bối cảnh của giai đoạn đó. Ví dụ như lúc nãy chúng ta có nói chuyện về năm 1930, vâng, tự lực văn đoàn, vâng, là một nhóm coi như họ có những cái chủ trương về đổi mới, vâng, cái thời đó là coi mình có Khái Hưng với Quần Bướm Mơ Tiên, Quần Bướm Mơ Tiên, tôi nhớ đúng. Đặc biệt nhất là cái cuốn mà Đoạn Tuyệt của đúng. Nhà văn Nhất Linh, cái cuốn đó những cái tự lực văn đoàn và những cái tác phẩm của tư lực văn đoàn thời đó
nó phản ảnh cái xã hội của Việt Nam thời phong kiến giai đoạn đó. Vâng. Và muốn đổi mới xã hội Việt Nam. Và bắt đầu từ thời gian đó, bắt đầu nên mình nhảy sang cái thời gian sau năm 1954, tôi xin nói ở miền Nam. Một lần nữa cái văn chương của Việt Nam mình trong cái giai đoạn đó lại phản ảnh cái xã hội của Việt Nam mình trong cái bối cảnh của cuộc chiến Việt Nam. Và tôi xin kể một hai nhân vật mà tôi nhớ nhất là nhà văn Nhã Ca. Vâng, tác phẩm Nhã Ca đúng. Giải Khăn Xô Châu Huế. Vâng. Và một nhân vật nữa tôi cũng rất là yêu mến, đó là nhà văn Phan Nhật Nam với cuốn Đường Binh Lửa. Vâng. Vâng. Cuốn đó là một trong những cuốn mà tôi không phải chỉ riêng tôi mà các bạn của tôi đều yêu mến cái cuốn Đường Binh Lửa của Phan Nhật Nam, bởi vì nó phản ánh cái tâm trạng của tuổi trẻ Việt Nam thời của cuộc chiến Việt Nam. Vâng. Và rồi còn một cuốn nữa là cái cuốn mà của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, mặc dù là viết sau năm 75 mà viết ở hải ngoại. Vâng. Là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết Mùa Biển Động. Mùa Biển Động đúng rồi. Cũng là Nguyễn Mộng Giác. Cũng phản ánh lại cái xã hội Việt Nam của từ thời Mậu Thân năm 1960, trước năm 1968 kéo dài cho tới biên cố năm 75 và dừng lại tôi nhớ là ở trên biển. Vâng. Đó là một lần nữa, đó là lý do tôi nghĩ là văn chương Việt Nam mình phản ánh cái xã hội Việt Nam mình trong cái bối cảnh của giai đoạn đó. Vâng. À, sau năm 1975 thì có nhiều tác phẩm khác mà tôi chỉ xin nhắc cái hai cái chuyện ngắn mà tôi nghĩ nó phản ánh cái giai đoạn của thời sau năm 1975, đó là chuyện ngắn Chuyến Xe Về Làng Đại Từ của nhà văn Trần Diệu Hằng. Oh yeah. Cái chuyện ngắn đó tôi viết, tôi nghĩ nhà văn Trần Diệu Hằng viết xuất sắc, thành công diễn tả về cái bà mẹ, một người bà ngoài Bắc di cư vào tới miền Nam, xong rồi đi sang bên hải ngoại sống. Bà vẫn cứ nghĩ rằng là bà chỉ đi ra ngoài đường, bà sẽ có một chuyến xe bắt cho bà đi về làng đại từ của ngoài Bắc. Rồi tôi nhớ cái chuyện một chuyện ngắn khác của nhà văn Trần Vũ nữa, tên là Thượng Nguyên Bỏ Hoang. Vâng, diễn tả về những cái tâm trạng của chúng tôi cái thời năm 1978-79, lúc chúng tôi mới lớn. Hai cái chuyện ngắn Chuyến Xe Về Làng Đại Từ của Trần Diệu Hằng và của nhà văn Trần Vũ, Thượng Nguyên Bỏ Hoang, tôi nghĩ một lần nữa phản ánh cái xã hội Việt Nam mình sau năm 1975, cái thời giao thời và những cái khó khăn của những cái người và coi như là thanh niên của chúng tôi mới lớn. Rồi sau đó lại bắt đầu cái thời mà đổi mới thì tôi lại thích những cái chuyện ngắn chẳng hạn như của Dương Thu Hương, những Thiên Đường Hồ. Anh chân chắc biết chuyện đó. Dạ vâng, tôi biết. Đọc cả bản tiếng Anh. Vâng. Và một chuyện ngắn nữa tôi cũng rất là thích là Mảnh Đất Nó Lắm Người Nhiều Ma của Nguyễn Khắc Trường. Nguyễn Khắc Trường. Vâng, vâng. Tôi rất thích luôn đó. Một lần nữa anh thấy những cái chuyện ngắn của Việt Nam mình, văn chương của Việt Nam mình, tôi nói một cách tổng quát, nó vẫn luôn luôn cứ tiếp tục, nó phản ánh cái xã hội của Việt Nam mình trong cái giai đoạn, cái bối cảnh thời đó. Tôi nghĩ văn chương Việt Nam mình có giá trị ở trong chỗ đó. Những người nào mà nếu mà muốn hiểu về cái giai đoạn chính trị hoặc là bối cảnh xã hội thì đọc những cái chuyện ngắn hoặc những tiểu thuyết đó thì họ sẽ thấy những cái tâm tư, những cái suy tư, những cái khó khăn của người Việt Nam mình trong một cái giai đoạn. Vâng, xin lỗi cho anh là thế này. Tôi nghĩ rằng trong cái văn chương của Việt Nam, trong cái bối cảnh mà cha nói từ năm 1930 cho tới giờ, dường như nó buộc lại, nó gói ghém lại chặt chẽ với các nhà văn, các nhà thi sĩ, bởi vì chiến tranh, trong cái cuộc chiến tranh để mà giành độc lập hay là một cuộc chiến tranh giành tự do hay là một sự đổi khác cho cái đời sống của người Việt Nam mình được hạnh phúc hơn, thì nó gói ghém ở trong đó. Nhưng mà cái sự gói ghém này nó kẹt cho người Việt Nam mình là chiến tranh quá lâu, do đó nên nghĩa là nó bị ảnh hưởng, có phải không cha? Vâng vâng, chắc chắn rồi. Anh thấy chẳng hạn như là cái thời mà cái cuốn mà nhà văn Nhã Ca viết cuốn là Giải Khăn Xô Châu Huế, vâng, thì rõ ràng là nói về cái biến cố của năm 1968, vâng, Mậu Thân, thành phố Huế. Và cái cuốn mà Đường Binh Lửa của nhà văn Phan Nhật Nam cũng viết trong cái tâm trạng của một người coi như là một người sĩ quan của lính dù, vâng, tuổi trẻ hào hùng và vẫn đi phục vụ đất nước trong cái lý tưởng của nhà văn Phan Nhật Nam. Rồi. Thì đúng, bởi vì cuộc chiến Việt Nam cho nên ra hai cái tác phẩm mà tôi nghĩ là tượng trưng thôi, còn nhiều tác phẩm khác nhưng tôi sẽ không nói tới, mà hai cái tác phẩm đó là tôi nghĩ là
đại diện cho cái giới theo trong cái cách mà tôi nhìn ấy, nó phản ánh cái xã hội Việt Nam mình trong cái thời cuộc chiến Việt Nam ở phía miền Nam. Vâng, xin cảm ơn cha đã cho biết rằng về cái ảnh hưởng của văn chương Việt Nam đối với xã hội Việt Nam nó là sao. Thì bây giờ tôi được biết rằng thì ở trong cái Facebook này, ở trong website rất là nhiều, và ở trong những cái tờ báo mà in ấn ra ngoài này thì cha viết rất là nhiều những cái chuyện ngắn ngắn là đưa vào những cái nơi đó, và những nơi đó thường thường là đăng những cái bài viết của cha rất là nhiều. Vậy thì trong cái lúc mà cha viết như vậy đó, có khi nào mà chưa đưa về Việt Nam mà họ đăng của cha trên báo chí Việt Nam không? Thưa anh và thưa quý khán giả của Văn Thơ Đặc Biệt, cảm ơn anh. Vâng. Thật, tôi có một cuốn sách mới xuất bản ở bên Việt Nam. Cuốn sách này có tựa đề là Quán nước đầu làng, niềm tin Việt Nam, tên Nguyễn Trung Tây. Cuốn này xuất bản do nhà sách Tôn Giáo cùng với các sơ dòng Paulo Thiệt Bản xuất bản. Cuốn sách này thuần túy là một cuốn sách về tôn giáo, nhưng mà tôi sử dụng vấn đề niềm tin trong cái bối cảnh văn hóa của Việt Nam. Tôi viết, tôi diễn giải niềm tin trong cái bối cảnh của văn hóa làng mạc, thôn làng và tâm tình của người Việt Nam. Cuốn này mới xuất bản ở bên Việt Nam. Và theo như tôi biết là bên đó coi như là, tôi không biết là có chính xác hay không, mà có một số người nói với tôi là cuốn này lần đầu tiên xuất hiện mà họ nói là cháy hàng. Dù không biết, tôi nghĩ là họ chắc họ chọc tôi, nhưng mà đây là một cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản ở Việt Nam, thuần túy cho vấn đề của niềm tin tại công giáo. Vâng, vì xin lỗi cha, tôi cảm thấy thế này. Một cuốn sách của cha mà viết mà đưa về Việt Nam mà nói đến cháy hàng, tại vì người dân họ đang muốn kiếm một cái gì đó rất là lạ ở trong tôn giáo. Okay. Tôi nghĩ như thế. Thì ở trong cái ông giáo bán mắm này đó của cha đó, thì cha có nghĩ rằng sau cái ông giáo bán mắm này nó còn có một cuốn sách nào nữa mà gọi là ông giáo đi bán cà rem không? Thế anh, lúc đấy mình đang nói, ta xin cho tôi nói tiếp. Vâng. Thì cái cuốn mà Niềm tin Việt Nam đang xuất bản ở Việt Nam, nó là một cái mặt hàng mới, cho nên tôi nghĩ được người giáo dân công giáo Việt Nam ở bên đó họ ủng hộ khá nhiều. Và tiếp theo cuốn Quán nước đầu làng, tôi có một cuốn khác, cuốn đó là cuốn luận án của tôi mới viết tháng 10 năm ngoái ở Học viện Truyền giáo Ngôi Lời. Bản này nguyên thủy tôi viết trong tiếng Anh, nhưng mà khi mà tôi dịch sang tiếng Việt, tên là Âm hưởng truyền giáo trong văn hóa Việt Nam của Tin Mừng Hóa Bánh Mì Ra Nhiều trong Gioan chương 6. Cuốn này cũng do nhà xuất bản Tôn Giáo và sơ dòng Paulo Thiệt Bản xuất bản. Tôi nghĩ chắc trong khoảng thời gian 1-2 tuần nữa cuốn sách này sẽ xuất hiện ở tại Việt Nam. Khi quý vị nếu có dịp, xin ủng hộ tôi qua cuốn Quán nước đầu làng Việt Nam và cuốn Âm hưởng truyền giáo trong văn hóa Việt Nam của Tin Mừng Hóa Bánh Mì Ra Nhiều trong Gioan chương 6. Và sau cái cuốn mà ông giáo bán mắm mà anh Trinh vừa mới hỏi, thì tôi cũng dự tính sẽ xuất bản thêm một cuốn khác nữa. Cuốn đó là, bây giờ tôi nghĩ trong đầu tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng chữ, chắc là chữ nghĩa NTT. NTT là viết cho Nguyễn Trung Tây. Cái chữ cuốn sách chữ nghĩa NTT cùng với những bài tạp ghi, những chuyện ngắn và những bài thơ trong tương lai sẽ ra mắt quý vị. Nếu khi mà sách ra mắt thì một lần nữa, nếu quý vị ủng hộ tôi thì có thể mình lại ghé vào Barnes & Noble và quý vị sẽ thấy cuốn sách chữ nghĩa NTT xuất hiện. Xin quý vị đọc cái cuốn sách này, quý vị sẽ thấy rằng ở trong này có những cái điều mà quý vị cần nên biết và muốn tìm hiểu rất là sâu sàng trong cuốn sách này. Xin quý vị hãy đọc cuốn sách Ông giáo bán mắm. Cái chữ ông giáo sau đó cái bán mắm tôi rất thích đấy, tại vì nó có một cái ảnh hưởng gì đó tới xã hội Việt Nam của mình. Tại vì mắm chỉ có Việt Nam là bán mắm thôi,
Thưa anh Trinh, cái chuyện ông Giáo Bán Mắm nó xảy ra bên Melbourne anh. Vâng. Chứ không xảy ra bên Việt Nam. Vâng. Thì thật tất cả 30 chuyện ngắn ở trong tập truyện ông Giáo Bán Mắm nó đều xảy ra ở bên hải ngoại. Ở bên hải ngoại. Không có chuyện nào xảy ra bên Việt Nam. Không xảy ra bên Việt Nam. Nhưng mà cái chữ mắm này á, ở bên Úc nó có làm mắm để bán không cha? Thì bây giờ anh Trinh sẽ thấy, nhưng mà tôi nói là thì mọi chuyện nó sẽ lộ ra hết. Vâng. Cho nên xin phép anh Trinh giữ lại. Vâng. Tôi thì xin lỗi cha, tôi rất là nghĩa là gọi là muốn tìm kiếm được những cái gì mà nó lạ trong này, tại vì nghĩa là tôi là con người nghĩa là đi tìm kiếm những cái lạ trong những cái cuốn sách. Okay. Nhưng mà trước khi mà chấm dứt cái cuộc phỏng vấn này đó, tôi có một cái câu hỏi cuối cùng nữa với cha là: cha có một cái điều gì mà muốn chia sẻ với độc giả văn thơ Lạc Việt hoặc như là với giới trẻ? Tôi nói giới trẻ quốc nội hoặc giới trẻ quốc ngoại giống nhau, tại vì linh hồn họ lúc nào cũng là linh hồn của Việt Nam cả. Cho nên cha có một cái lời gì hay như là có một cái ý gì mà cha muốn nói với giới trẻ không? Thưa anh Trinh, và tôi nghĩ là với giới trẻ thì chắc tôi cũng dám nói, mà tôi nghĩ là tôi nói chung với người Việt Nam mình ở trong cái chỗ là tôi cảm ơn văn thơ Lạc Việt năm 2008 hồi đó cho tôi cái vinh dự là giải nhất với một chuyện ngắn, câu chuyện Nhà thờ Chula Vista. Câu chuyện đó có xuất hiện ở trong tập truyện ông Giáo Bán Mắm, đó là cái vinh dự cho tôi. Và đó cũng là một cái điều mà tôi thưa với anh Trinh từ lúc đầu. Đó là một trong những cái phần mà tôi cảm thấy là cái tài năng mình cũng không có, nhưng mà được cái sự nâng đỡ của các đàn anh, cho nên mình tự tin vào mình hơn. Và bắt đầu từ Nhà thờ Chula Vista bắt đầu có những chuyện ngắn khác viết ra thêm. Còn riêng với cộng đồng Việt Nam thì thật sự tôi không dám, bởi vì đây là một cộng đồng khá lớn. Mình nói cộng đồng Việt Nam hay là giới trẻ thì nó một cách chung chung quá. Đối với tôi, nếu mà hỏi tôi nghĩ làm sao á, thì chắc chỉ có một cái thông điệp tôi muốn xin được chia sẻ với mọi người là một linh mục. Bây giờ cũng vậy, tôi lấy những điều căn bản là một tấm lòng tử tế là điều căn bản. Tôi cố gắng hết sức để tôi sống tử tế trong lời nói, trong hành động và ngay ở trong văn chương. Nếu quý vị đọc cái lời giới thiệu đầu tiên của nhà văn Naka, chính nhà văn Naka cũng xác nhận cái điều đó là trong văn chương của Nguyễn Trung Tây có cái hai chữ tử tế. Tôi nghĩ rằng là cứ sống tử tế và cái cố gắng hết sức, và cái điều đó là không dễ, nhưng mà là một cư sĩ thì tôi mơ ước mình trở thành một người tử tế trong lời nói, trong hành động, ngay ở trong văn chương. Cảm ơn cha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong tương lai, những cái cuốn sách trong tương lai, những quý vị mà muốn kiếm được những cái ẩn ý và những cái ví dụ và những cái đời sống cái là gọi là tâm linh mà linh mục Nguyễn Trung Tây đã giữ ở trong lòng, tôi nghĩ rằng cha sẽ từ từ viết ra và quý vị cũng sẽ đọc và sẽ hiểu được là một người nghệ sĩ và lại là một linh mục nữa, nó rất là khó khăn, chứ không phải là như những người gọi là như tôi, cái là thích gì nói đó và thích muốn tìm kiếm cái gì thì mình tìm kiếm cho bằng được. Nhưng mà đối với cái chức sắc của linh mục như cha Nguyễn Trung Tây thì nó hơi khó cho cha một chút. Chị Nguyên xin cảm ơn quý vị và cũng xin cảm ơn linh mục Nguyễn Trung Tây đã tới với Văn Thơ Làm Việc ngày hôm nay và đã trang trải được những cái ý nghĩ của cha về ông Giáo Văn Mắm. Chị Nguyên xin cảm ơn khán giả của Văn Thơ Lạc Việt đã cho tôi có cơ hội chia sẻ những tâm tư riêng của một vị tu sĩ công giáo làm truyền giáo ngôi lời, và hy vọng trong tương lai sẽ gặp lại anh Trinh một lần nữa và gặp khán giả của Văn Thơ Lạc Việt. Xin kính chào quý vị, và chương trình của chúng tôi tới đây là chấm dứt. Xin kính chào.